Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lần đầu tiên, một cụ điệp viên tố cáo những hành vi đen tối của mạng lưới gián điệp toàn cầu của Trung Quốc. Ngày 14 tháng 5, VOA Tiếng Việt loan tin, cựu điệp viên tố giác mạng lưới gián điệp toàn cầu của Trung Quốc truy lùng bất đồng chính kiến. Theo đó, một cuộc điều tra của đài truyền hình Úc cáo buộc cơ quan cảnh sát chìm của Trung Quốc theo dõi những người bất đồng chính kiến sống ở nước ngoài. VOA cho biết một cụ điệp viên Trung Quốc hiện đang sống ở Úc nói với chương trình four corner của đài abc rằng một đơn vị của cơ quan mật vụ trung quốc đã hoạt động ở sydney gần đây nhất là vào năm ngoái và đây là hình bản tin trên voa điệp viên này tên là eric đã mô tả một thế giới đen tối của sự bịp bợm và bắt cóc của đặc vụ trung quốc nói với abc về việc ông do cảnh sát mật ở bắc kinh ra lệnh nhắm vào những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài bao gồm cả ở ấn độ thái lan canada và ở úc ông eric nói rằng Ông lấy được lòng tin của họ và dụ họ đến những quốc gia nơi họ có thể bị bắt cóc và đưa về Trung Quốc. Ông nói với các nhà báo của chương trình điều tra Four Corners rằng ông đã trốn sang Úc vào năm ngoái. Theo VOA, cơ quan tình báo nội địa Úc chưa xác nhận bất kỳ chi tiết nào về đường dây gián điệp bị tố giác của Trung Quốc, ông Eric cho biết. Ông từng làm đặc vụ ngầm cho một đơn vị thuộc cơ quan an ninh và công an Trung Quốc, Bộ công an từ năm 2008 đến đầu năm 2023. Cụ thể, bộ phận chuyên môn được gọi là Cục Bảo vệ An ninh Chính trị hay Cục 1 nhắm vào cái gọi là kẻ thù của nhà nước Trung Quốc. Và đây là hình các sĩ quan quân đội Trung Quốc bị Mỹ truy nã năm 2014 vì tội gián điệp kinh tế. Ông Eric nói với ABC rằng ông đang lên tiếng để vạch trần sự thật. Tôi tin rằng công chúng có quyền biết về thế giới bí mật Ông nói, tôi đã làm việc cho Cục An ninh Chính trị Trung Quốc trong 15 năm. Ngày hôm nay, đây vẫn là cơ quan đen tối nhất của chính phủ Trung Quốc. Vẫn theo VOA, đài ABC cho biết đây là lần đầu tiên một người thuộc lực lượng cảnh sát chìm Trung Quốc lên tiếng công khai. Đài ABC đang sử dụng tên giả để bảo vệ danh tính của ông này. VOA dẫn lời ông Peter Mattis, nhà phân tích về Trung Quốc tại Jamtown Foundation, một tổ chức nghiên cứu chính sách quốc phòng bảo thủ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Ông nói với chương trình Four Corner của ABC rằng Bắc Kinh muốn ngăn chặn bất đồng chính kiến trong cộng đồng người Hoa hải ngoại. Cục bảo vệ chính trị cũng có vai trò trong việc cố gắng bịt miệng những người bất đồng chính kiến cũng như lập bản đồ các mạng lưới bất đồng chính kiến. ABC cho biết họ đã thấy hàng trăm tài liệu và thư từ bí mật ủng hộ các cáo giác của ông Eric. Và đây là hình blogger Đường Văn Thái, người bị an ninh Việt Nam bắt cóc từ Thái Lan đem về đài truyền hình này đưa tin rằng chính quyền Trung Quốc đã dùng các chiến dịch chống tham nhũng để hồi hương hơn 12.000 người bị cáo buộc đào tẩu về lại Trung Quốc trong thập kỷ qua. VOA cho biết thêm, chính quyền Trung Quốc chưa bình luận về những cáo buộc được đưa ra trong bộ phim tài liệu của Úc. Cũng như chưa có phản hồi nào từ ICO, tổ chức tình báo an ninh Úc, đối với các tuyên bố này. Không riêng Trung Quốc, an ninh mạng Việt Nam cũng có mạng lưới ở nước ngoài để theo dõi và đe dọa người bất đồng chính kiến ở hải ngoại việc nhân viên an ninh Việt Nam gọi điện thoại đe dọa hoặc xông đến tận nhà những người bất đồng chính kiến Việt Nam ở hải ngoại không phải chuyện hiếm. Thậm chí ít nhất đã có hai vụ bắt cóc người bất đồng chính kiến xảy ra tại Thái Lan rồi đem về nước. Đó là vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất vào tháng 1 năm 2019 và vụ bắt cóc blogger Đường Văn Thái vào tháng 4 năm 2023 ngay nhạc của nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút của Thời báo Chủng Đề, cũng nhiều lần bị dọa đánh, dọa giết ngay tại trụ sở làm việc của ông tại Berlin, Liên bang Đức. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Lần đầu tiên, một cựu điệp viên tố cáo những hành vi đen tối của mạng lưới gián điệp toàn cầu của Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Yếu tố Trung Quốc trong chính trị Việt Nam Ngày 12 tháng 5, BBC Tiếng Việt cho hay quan sát những biến động chính trị từ đầu năm đến nay ở Hà Nội nhiều nhà phân tích quốc tế đưa ra các nhận định và câu hỏi lớn về tương lai Việt Nam Vấn đề này được phân tích trong bài viết Chính trị Việt Nam xáo động, tại sao Trung Quốc được nhắc tới? BBC đề cập đến bài viết của tác giả Bill Hayton, một được đăng tải trên trang web của Chatham House, Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh, tập trung nhiều hơn tới sự ảnh hưởng của chính trị, tới chính sách ngoại giao của Việt Nam. Theo đó, Hà Nội đang dần rời xa phương Tây và nghiêng về phía Trung Quốc. Theo tiến sĩ Bill Hayton, dù từng hưởng lợi nhiều dù từng hưởng lợi nhiều từ việc phương Tây đa dạng hóa, đầu tư và rời khỏi Trung Quốc, Việt Nam đang ngày càng trở thành một lựa chọn rủi ro cho các nhà đầu tư. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn bài bình luận trên tờ Bloomberg, bà Charisma cũng đánh giá rằng Việt Nam đang trên bờ vực mất đi sức hút từ chiến lược Trung Quốc cộng 1 do xuất hiện những lo ngại từ Mỹ về tình hình chính trị của Việt Nam. Với việc cả ông Chính lẫn ông Tô Lâm đều đi lên từ ngành công an, tiến sĩ Hayston cho rằng Việt Nam đang càng mang đậm dấu ấn của một nhà nước công an trị. Điều này sẽ khiến các quốc tế gia dân chủ gặp khó khăn trong việc hợp tác với Việt Nam. BBC nhận xét, dù vẫn còn đó những bất đồng về chủ quyền trên biển Đông, Trung Quốc vẫn là đối tác lâu đời của Việt Nam trên nhiều phương diện. Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2008 tới nay, đã hơn 15 năm và vào cuối năm ngoái đã nhất trí cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai. Lãnh đạo hai nước thường xuyên có các cuộc gặp mặt để tăng cường nhận thức chung của hai Đảng Cộng sản và chia sẻ kinh nghiệm quản lý đất nước và đây là hình 4 nhân vật đủ tiêu chuẩn để nắm giữ các vị trí tứ trụ. BBC nhắc đến một loạt chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Trung Quốc trong thời gian gần đây, như chuyến thăm của trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, chuyến thăm của cựu chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ. Không chỉ gần gũi Trung Quốc, Việt Nam vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiện với Nga, bất chấp sự chỉ trích của phương Tây đối với quốc gia này. BBC cho hay ngày 9 tháng 5 đã có thông tin Việt Nam trì hoãn cuộc gặp với Liên minh châu Âu EU để chuẩn bị cho chuyến thăm có thể sắp diễn ra của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Hà Nội. Gần đây, tài khoản X Twitter của Biris đã đăng thông tin Việt Nam nộp đơn xin gia nhập tổ chức này trong năm 2024. Biris là nhóm ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi là những quốc gia có nền dân chủ kém hoặc độc tài. BBC cũng đề cập đến bài viết của chuyên gia tài chính Sullivan đăng trên Bloomberg mới đây, nhận định chiến dịch đốt lò của tổng trọng là một yếu tố khiến xu hướng đầu tư vào Việt Nam dần tập trung về các tỉnh và thành phố miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng và đặc biệt là Quảng Ninh. Và đây là hình đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, nhân vật cộng sản bảo thủ, người khởi xướng công cuộc đốt lò. Những chuyển động bên trong chính trường Việt Nam đang dần biến miền Bắc Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc bà đánh giá. BBC cho biết ông David Brown, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, có nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, cũng có đánh giá tương đồng. Ông Brown cho rằng vụ vạn thịnh phát là một nỗ lực tái khẳng định quyền lực của đảng Cộng sản đối với văn hóa kinh doanh tự do tại miền Nam. Điều mà ông Nguyễn Phú Trọng và các đồng minh trong đảng của ông ta đang cố gắng làm là giành lại quyền kiểm soát Sài Gòn, hoặc ít nhất là ngăn chặn nó tuột khỏi tầm tay, ông nói. BBC dẫn đánh giá của Phó Giáo sư Jonathan London, nhà quan sát chính trị đương đại Việt Nam, đăng trên trang Frontcom của Viện Nghiên cứu IC Singapore cho rằng chiến dịch đốt lò của Việt Nam không giải quyết được cốt lõi vấn đề. Với cơ chế độc đảng, đảng Cộng sản Việt Nam không chịu sự giám sát, không có trách nhiệm giải trình với một quy trình tuyển chọn nhân sự thiếu minh bạch và chỉ tập trung trong nội bộ đảng. Đây mới là vấn đề cốt lõi mà Việt Nam cần giải quyết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Yếu tố Trung Quốc trong chính trị Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời Bảo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.